5 lý do tạo ra động lực để chúng ta làm giàu. Thưa quý bạn, Đức Phật dạy rằng kiếm tiền và làm giàu không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng. Làm giàu chính đáng mang đến lợi ích vật chất và tinh thần. Và dưới đây là 5 lý do Đức Phật giảng về việc tạo ra động lực làm giàu. 1. Tự an lạc và hạnh phúc. Làm giàu từ công sức chính đáng giúp bạn và gia đình tận hưởng cuộc sống an lành hạnh phúc. 2. Hỗ trợ bạn bè và người thân. Khi bạn giàu có, bạn có khả năng hỗ trợ bạn bè và người thân trong khó khăn, củng cố mối quan hệ. 3. Phòng ngừa tai họa. Tài sản tiết kiệm sẽ là lá chắn bảo vệ bạn trước những rủi ro và tai họa bất ngờ. 4. Cúng dường và hiến tặng. Việc có tài sản cho phép quý bạn thực hiện các nghĩa cử cao đẹp, hiến dâng cho những việc từ thiện và cúng dường cho Tam Bảo. 5. Tích lũy phước báu. Qua việc cúng dường, quý bạn đã góp phần tích lũy phước báu vô lượng cho chính mình. Xin quý bạn hãy nhớ, làm giàu không chỉ vì vật chất mà còn vì giúp đỡ người khác và cống hiến cho xã hội. Đó mới là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự. Bửu Liên xin kính chúc quý bạn những ngày đầu xuân an lạc.